Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình có về hai con bò cái tơ. Hai con cái tơ này được 7 tháng tuổi nha. 7 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Con này là con kem. Kem móc nè, xương sóc của thấy cô chú anh chị thấy không? Xương sóc rất là lực, rất là bự luôn nè. Xương cối á. Gúng miếng bài bản luôn nè. Gúng miếng bài bản con bò rất là lực. Đúng mẫu luôn nè. Bò kem nha. Kem cái màu hơi móc móc bò được 7 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Nó lực nè, giờ mình cũng yếm nè, cũng chiền luôn thấy không, bản luôn, xương sóc, xương sóc to nha, không xuống lún xuống ruột nha cô chú anh chị. Đây rất là đẹp luôn. Đây sẽ mặt nha, quay cho cô chú anh chị thấy nha. Mặt đây, cái lưng đây, cái lưng chính luôn nha. Nè, nhậm xương lưng nè, cô chú anh chị thấy xương lưng nè, hết huyết chưa, đít nè. Xương chậu rất là rộng cô chú anh chị, rất là rộng, qua rất là bự luôn nè, qua cho tiện, rất tiện cho việc sinh sản nha cô chú anh chị. Đây con bò này được 7 tháng tuổi rồi nha, xương sóc đúng ý mà, xương to cùm đứng thẳng luôn, không xuống rúng xuống gục nha cô chú anh chị. Đây cái đây là con ba bê bông, con ba bê bông nha, con bê bông bông trắng nè, rất là đẹp luôn, rúng chiền luôn nè, lực chú chỗ thấy không, rúng chiền luôn, rất là lực luôn. Nhầm nhầm gì rúng nè, uống vô rồi hết biết chưa. Con bò này ba bê bông nha, con bò này cũng được 7 tháng tuổi nhau nha. Đây chú chị nhìn thấy con chậu rất là rộng luôn nha, nè quá rất là bự luôn. Đây xé lưng này nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị, dặn xuống lưng đó nè, lực tán thần chưa. Con bò này không có xé mặt nha cô chú anh chị, xé lưng thì xé chính nè, hết cái xương lưng chưa, qua nè, chậu rất là rộng, rất tiện cho việc sinh sản nha cô chú anh chị và các bạn. Đây con ba bê bông nè, búng bím bài bản, không xuống rúng xuống ruột rồi nha cô chú anh chị, không xuống rúng xuống ruột lốp xe nha. Đây con này hay nhá sừng nha, con ba bê bông này hay nhá sừng, búng bím nó bài bản rất là kỹ cái bên. Kế bên là con kem, con kem đầu trụi nha, con kem đầu trụi, xương rất là to nha cô chú anh chị, không có xuống rúng xuống ruột rồi nha, không ấp xe nha, cầm đứng thẳng nha, móng sò nha, bò nè, hết cái dàn xương chưa, giờ sao nè cô chú anh chị thấy không? Cúng nè, cúng chiền luôn, cúng bán luôn á, bò này rất là lực nha, thùng rất là lớn cô chú anh chị, dài đòn thùng lớn luôn bò nè, dài đòn thùng lớn, cô chú anh chị nhìn thân lưng nó nè, hết biết chưa, đó, đít, này thân lưng cho cô chú anh chị thấy nè, nó lưng nó, cái thân lưng hơn bò đực nữa. Rồi hai con bò này em nãy em có đo dịp cao sau khu sinh khu nó là 1m1 đến 1m15 nha, 1m1 dao động đến 1m15. Đây hai con bò rất là lực, rất là đẹp, gúng miếng thì bài bản luôn cô chú anh chị ơi. Đây này là con ba bê bông nha, ba bê bông trắng. Đây mình gúng nè, dậu đi. Thank you.
dàn lưng đó, trời ơi, nó lực. Rồi, đôi bò này em xin báo giá trực tiếp của chú anh chị biết luôn là đôi bò này có giá là 33 triệu nha, 33 triệu. Đôi bò này được 7 tháng tuổi rồi nha, 33 triệu. Nhìn con kem, rúng miếng mà, lợt phạt luôn nè, nó rúng nè, nó chiền luôn. Xương thì to, cùm đứng thẳng nha, thẳng sò luôn. Đây, sái kích này thì nghiêm chỉnh nha, sái nè. Dầm dầu quá nè, cái chậu rộng nha, qua bự nè. Rất lực. Bây giờ em cũng cập nhật đôi bò này rồi. Với chú anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì alo mình xuống dưới để cho mình nhìn. Nhắc lại là đôi bò này chỉ có giá là 33 triệu thôi nha. Rất lực, rất là đẹp nha. Đây, số điện thoại mình để trên màn hình nè, giá là 33 triệu. Ai nhu cầu mua gì phát triển kinh tế thì alo em, số điện thoại mình để trên màn hình. Kết thúc video ở đây, xin chào.